Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tải, cài đặt game Liên Minh Huyền Thoại về trên chiếc máy tính để mọi người có thể là chơi nhé. Thì để có thể là tải được game Liên Minh Huyền Thoại, thì đầu tiên mọi người sẽ vào cho mình một cái trình duyệt này. Và mọi người sẽ vào cho mình cái trang web này. Thì link trang web này mình sẽ để bên dưới mục mô tả video, mọi người kích vào nhé. Sau khi mọi người kích vào link ấy, thì mọi người sẽ ra cái trang này. Và mọi người sẽ vào cho mình cái mục là chơi miễn phí này. Tiếp đến thì nó sẽ yêu cầu chúng ta tạo tài khoản. Thì anh em nào mà chưa có tài khoản ấy thì mọi người tạo một cái tài khoản mới. Còn nếu mà có rồi ấy thì mọi người sẽ chọn là nhấn để tải này. Nhấn vào tải luôn nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo một cái tài khoản mới để cho ai mà chưa có thì mọi người sẽ biết cách tạo tài khoản để chơi nhá. Đầu tiên thì mọi người sẽ nhập địa chỉ mail vào đây. Sau khi mọi người nhập địa chỉ mail xong, mọi người chọn bắt đầu cho mình. Tiếp đến thì mọi người sẽ chọn ngày tháng năm sinh nhá. Sau khi chọn ngày tháng năm sinh xong, mọi người chọn tiếp theo. Bây giờ thì mọi người sẽ chọn tên người dùng này và nhập mật khẩu này và xác nhận mật khẩu này. Sau khi mọi người nhập tên người dùng xong này, mật khẩu xong này, xác nhận mật khẩu xong này, mọi người tích vào tôi chấp nhận này. Nếu mọi người muốn nhận mail từ Riot thì mọi người nhập vào. Còn không thì bỏ qua cũng được. Và chọn tiếp theo cho mình nhé. Rồi như vậy là chúng ta đã tạo thành công được một cái tài khoản Riot. Bây giờ mọi người sẽ chọn là tải về cho Windows này. Ai mà sử dụng MacBook ấy, thì mọi người sẽ chọn là tải bản kẹt cho MacBook nhé. Ở đây thì mình đã tải về rồi này. Nếu mọi người không nhìn thấy ở đây thì mọi người có thể là vào cái mục download nhé. Đây này, nhấn phím Windows E này, vào cái mục download này thì mọi người sẽ nhìn thấy cái bộ cài ở đây. Và mọi người kích chuột trái vào, chọn run, chọn Z này. Bây giờ để cài đặt thì mọi người sẽ chọn là cài đặt này, hoặc là mọi người có thể là chọn là tùy chỉnh nâng cao này. Để mọi người có thể là thay đổi cái đường dẫn cài đặt game. Ở đây nó lưu vào ổ C. Nếu mọi người muốn lưu sang ổ khác ấy, thì mọi người chọn vào đây. Và chọn sang ổ khác mọi người nhá. Đây, chọn sang ổ D chẳng hạn. Ở đây thì mình sẽ cài ổ C luôn nhá. Và ổ C hay ổ D của mọi người phải còn trống là 11 GB mọi người nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cài đặt này. Chọn Z. Chọn Z tiếp nhá. Chọn Z tiếp này. Bây giờ thì mọi người sẽ chọn là cài đặt Liên Minh Huyền Thoại này. Kích vào đây. Ấn cài đặt này. Chọn Z này. Bây giờ thì mọi người sẽ chờ cho nó tải và cài ra máy tính. Ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta tải thêm cái Let's Frame. Thì mọi người ấn download luôn nhé. Rồi như vậy là mình đã cài xong cái Let's Frame này. Cái Let's Frame này ấy, máy tính ai mà có rồi ấy, thì nó sẽ không phải cài nhá. Máy tính mình chưa có thì nó sẽ bắt mình cài. Bây giờ mình ấn Close nha. Bây giờ thì mình vẫn ngồi chờ để nó tải và cài cái game Liên Minh Huyền Thoại ra cái máy tính của mình. Sau khi tải xong ấy thì mình sẽ vào chơi để xem có chơi được không nhá. Rồi, như vậy là mình đã tải xong cái game Liên Minh Huyền Thoại về trên máy tính này. Bây giờ mọi người sẽ đăng nhập cái tài khoản mình vào. Mọi người có thể đăng nhập tài khoản của mình này, hoặc là cái tài khoản mà mọi người vừa tạo nhá. Mọi người có thể là ghi nhớ đăng nhập này, kích vào đây và ấn vào đây. Ấn vào tiếp theo này. Bây giờ thì mọi người sẽ đọc những cái điều khoản dịch vụ mọi người kéo phía dưới này. Và đọc rồi chọn là chấp nhận nhé. Bây giờ thì mọi người sẽ chọn là chơi này. Thì nó sẽ yêu cầu chúng ta cập nhật tài khoản. Nếu mà tài khoản mọi người mới tạo ấy, thì mọi người phải cập nhật tài khoản mọi người nhé. Mọi người chọn vào cập nhật tài khoản này. Mọi người chọn tiếp theo cho mình này. Và mọi người sẽ nhập cho mình cái thông tin liên hệ này, tên này, địa chỉ mail, số điện thoại nhé. Sau khi mọi người nhập xong, mọi người chọn tiếp theo cho mình. Bây giờ thì mọi người sẽ nhập cái giấy tờ thị thân của mình vào này, số chứng minh thư hoặc là căn cước công dân, ngày cấp, ngày sinh nhé. Sau khi mọi người nhập xong, mọi người chọn tiếp theo cho mình. Mọi người sẽ điền cái địa chỉ của mình vào. Mọi người tích chọn vào đây và chọn là tiếp theo cho mình này. Bây giờ thì mọi người sẽ chọn là mở Riot lên. Mình tắt cái trang web này nhé. Và mọi người chọn chơi nhé.
Mọi người tích vào đây này và ấn đồng ý à. Tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Ấn tôi đồng ý nhá. Rồi tắt đi. Bây giờ thì nó đang cài đặt game à. Bây giờ mọi người sẽ chờ cho nó cài game nhá. Ui, ước tính là 73 phút cơ à. Rồi mọi người lại chờ mọi người nhá. Rồi thì sau khi mà mình chờ một lúc thì đã chạy xong mọi người nhá. Bây giờ thì mình sẽ đặt cái tên để mình vào game mình chơi nhá. Khi mọi người thấy nó có cái tích xanh này, tích V xanh này, có nghĩa là tài khoản của mọi người không bị trùng với ai và có thể sử dụng mọi người nhá. Và mọi người sẽ chọn là bắt đầu ngay này. Ở đây chọn gì đây? Mình chọn bừa một cái nhá. Ở đây là những cái màn mà nó sẽ hướng dẫn mình chơi mọi người nhá. Ở đây mình thoát ra đi. Thì nhờ kích về thoát ra này, thoát ra. Rồi, thoát ra này. Rồi, như vậy là chúng ta đã vào được cái giao diện của cái game Liên Minh Huyền Thoại mọi người nhá. Thì ở đây thì mọi người có thể là chơi 5 năm này, hoặc là chơi đấu trường chân lý này, đánh cờ này. Thì bây giờ mình sẽ thử vào trận nhá. Rồi, như vậy là mình đã hướng xong cho mọi người cách tải cái game Liên Minh Huyền Thoại về trên chiếc máy tính để mọi người chơi. Khi mọi người tải xong thì mọi người vào chơi như bình thường nhá. Thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mọi người xem video mà thấy hay, thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người. Bye bye.